Ây cha, cảnh này mấy ai thấy. Chết cho luôn. Trời ơi, Sài Gòn mưa quá. Know that you've been gone, you and me, we don't belong. It only makes me strong. Không có chuyện bình thường này nữa. Ôi ôi nước. Đó, nước mình chạy đi vô đấy. Đấy kìa. Rồi không thấy, đen mát không thấy luôn. Dã man thiệt chứ. Ở đây thì mình có mặt nạ Vertex Coca, mặt nạ đất sét vùng non. Giữa tiết trời mưa mưa thế này. Đây thì chưa đọc hướng dẫn sử dụng luôn. À đây, cách dùng đây. À đâu không? Đâu ta? Đây là căn phòng bé bé xinh xinh của tụi mình. Thật là mình ở ké thôi đó mọi người. Dơ lắm thôi, đừng bỏ qua nha. Mình nghĩ là mình cần phải lưu lại cái khoảnh khắc này. Trời thì mưa, tâm trạng thì đang rối bời. Thật ra cái đoạn này là cái đoạn mình nhảy việc đó mọi người, cho nên là mình phải bắt đầu lại từ đầu và mình phải học lại tất cả từ đầu, nên thời gian này của mình cực kỳ rối luôn, kiểu chưa bắt nhịp được công việc theo như mình mong muốn. Nên là anyway, ok thì cũng phải học thôi. Chấp nhận về Việt Nam, từ Lào về Việt Nam là đây là cái cảm giác mình nghĩ chắc anh chị nào cũng phải trải qua, không phải chỉ riêng mình, đúng không? Nên là thôi, đành phải chấp nhận vậy. Ít ra là ở những bước chân đầu tiên như thế này cũng có nhiều người giúp đỡ mình. Ví dụ như là bạn mình nè, cho mình ở ké. Hay là sếp mình, anh chị em mình đều giúp đỡ rất là nhiệt tình. Dì mình nè, họ hàng, đó. Thì cũng đã cảm thấy may mắn lắm 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 rồi. Thank you. Đây là thời gian mà mình thích nhất trong ngày luôn. Cái lúc này mà mình với bạn mình pha trà hoa cúc, làm không khí ấm cúng. Sau một tuần làm việc vất vả thì hai đứa muốn ngồi đây ngắm nhìn thành phố và uống trà, chỉ vậy thôi á. Càng lớn thì không hiểu mọi người sao, nhưng mình thì mình chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, dành thật nhiều sức lực để có thể làm việc tiếp mà. Và đây là một văn phòng làm việc. Đố mọi người biết đây là ở đâu á? Công ty mình đang có hội chợ cho nên là tụi mình phải ra đây set up để ngày mai tham gia đó mọi người. Có ai cũng tham dự hội chợ này không? Chào nhau cái nào. Ok, bây giờ về nhà thôi và chuẩn bị ngày mai phải dậy sớm rồi. Phải công nhận quần bãi nhìn thích dã man á. Bây giờ tụi mình phải ăn cơm vội rồi sau đó chuẩn bị một vài thứ cần thiết cho hội chợ ngày mai. 8:30 tụi mình mới về nhà luôn. Nói đây là một quy cách hội chợ mà lần đầu tiên mình được tham dự luôn. Kiểu giống như là xinh lắm luôn á. Kiểu các doanh nghiệp đưa ra các sản phẩm, sau đó giống như đây là cái hội chợ để người ta tìm các đối tác kinh doanh hoặc những ai mà có thể hợp tác kinh doanh. Này là có chuyên về máy in bao bì nè, và các thể loại bao bì hộp nhựa. Đi về rồi nè mọi người. Giờ đang đi lấy xe ở công ty. Xe mình ở đây rồi. Sáng nay dậy hơi trễ, chạy vội quá cho nên là mình mua tạm hộp xôi ăn trên xe luôn. Xe công ty mà xí nữa ăn có mùi thì thôi, chứ chắc bị đuổi xuống xe quá. Đã vào tới hội chợ rồi đây. Sáng nay mình bắt xe buýt đi từ 5:30 sáng nhưng mà vẫn không kịp mọi người ơi. Đây
là chỗ cà phê mình đang chờ. Công nhận một điều cà phê này ngon lắm luôn. Để mà vào trong này thì mọi người sẽ phải có một cái thẻ gọi là thẻ của ban tổ chức. Mỗi gian chỉ được phát một thẻ thôi, còn muốn mua thêm thì sẽ phải trả 100.000. Đối với khách mời thì ok, free, mọi người cứ cầm thẻ visitor là vào thoải mái. Mà cũng phải đăng ký tên và quét mã QR đó nha. À, mình đã quay trở lại công ty, sau đó đi xe buýt về nhà. Điểm mà mình quay video này thì xe buýt có giá 7.000 cho một chiều thôi á. Ngon bổ rẻ nha mọi người ơi. À, đó là cuộc sống gần đây của mình. Còn mọi người thì sao? Comment cho mình biết với nha. Bye bye, và đừng quên đón xem video của mình vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần nha. Tạm biệt.